Thứ nhất là mỗi đội đã được phát ngẫu nhiên những thẻ bài, và trên những thẻ này là có ký hiệu những con giáp. Cái này không theo tuổi của mọi người, đây là phát ngẫu nhiên. Dạ, ngẫu nhiên nha. Vâng. Sẽ bốc ngẫu nhiên một tấm thẻ bài này vào con linh vật nào thì người cầm con linh vật đó sẽ phải hát một bài hoặc làm một bài thơ với những từ khóa mà chúng tôi đưa ra. Vâng. Nếu như đội nào vượt qua sẽ được điểm được xu, còn không vượt qua thì biết rồi đấy. Chuẩn bị, tôi sẽ là người rút. Mời cụ. Đầu xuân năm mới, lộc đầy nhà, nhất định phen này, phen này. Rút đúng thôi. Rút đúng thôi. Di con già là ra con gì? Lòng vòng lèo vèo này. Úi giời ơi, con lợn cào lông. Con là... Rồi, bây giờ từ khóa. Và từ khóa của làng đưa ra đó là từ mây ba. Từ này là từ duyên. Đấy. Các cháu ơi, nghĩ đi ơi. Lắp cái này để cho tập trung đấy. Còn duyên là duyên ngồi gấp, gấp cây thầm. Hết duyên là duyên ngồi gấp, gấp cây hồng là hồng hái hoa. Có yêu nhau sáng rơi lửa trời nhà. Cho thầy là thầy mẹ biết, để đuốc hoa định ngày. Tình à tình, tình tình tình, à hồi à, ư hồi ư là ư hồi ư. Xuất sắc. Tôi rút cái này. À, rút cái đấy. Rồi ạ. Con hổ. Con hổ kia, con hổ đâu, con hổ đâu. Ai con là con hổ? Con hổ, hổ đây, con hổ đây. Lặng. Con hổ đây. Từ khóa tiếp theo là một từ khóa mà chắc hẳn trong năm vừa qua là ai trong số chúng ta cũng ít nhất một lần nhắc đến. Covid hoặc Covid. Kiều Anh đang xin phép nhảy bài Vũ Điệu Rửa Tay. Bài Gen Covid. Với giọng ca của ca sĩ Eric. Hay quá. Đừng giữ tay xa 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 đều. Đừng nên cho tay lên mắt mũi miệng. Khoảng che đi ra nơi đông người. Tên được virus Corona. Corona. Mời cụ. Rồng. Trời ơi. Đâu đâu. Nghe đây, nghe đây, tất cả nghe đây. Từ khóa lần này là tiêm chính xác. Tờ yêm tiêm, từ khóa của làng đưa ra. Này, thật đấy, đùa đấy. Thật đấy. Cái gì liên quan đến tiêm cũng được. Đúng. Nào các cháu, nghĩ đi. Tiêm, nếu không hát thì hãy làm thơ. Hôm nay, háo hức xuân về. Cái gì nữa chị nghĩ về em đi. Nhà nhà nô nức rủ nhau đi tiềm. Sorry em không phải rapper đấy mà. Em không có gieo dạ. Rủ nhau đi tiềm ạ. Trời ơi, cháu thì đu tóc chèn với cháu ạ. Thơ thần thế này. Cho thế một nhỉ? Cơ hội nữa. Dạ năm thơ. Nay hôm nay Tết hết việc xong. Cả nhà nô nức nước. Cả làng đi ạ. Cả làng nô nức tiêm tiêm phòng mũi ba cho vui. Đọc thơ thì bình thường quá, em phải ngâm thơ. Xin mời hai bác nhạc công của làng cho em một đoạn nhạc dạo để bạn ấy ngâm thơ. Hôm nay Tết đến việc xong, cả làng nô nức tiêm phòng vắc xin. Cháu nó nói là cả làng nô nức tiêm phòng. Đúng rồi. Thế mà cái nhạc nó lại buồn nhỉ. Nào các bác thử đùng đùng em xem nào. Nào, xin mời nào, cụ bà giúp mời con của bà đi. Hôm nay Tết đến việc xong. Hôm nay Tết đến việc xong. Nô nức tiêm phòng vắc xin. Đấy. Hôm nay Tết đến việc xong, cả làng nỗ lực tiêm phòng vắc xin. Đấy, thế nó phải đúng không? Ngựa, ngựa đâu? Thế này ông ơi. Ngựa đây bà con ơi.
Online là từ khóa của làng. Gặp đúng cái cháu bé là năm nay nó học online. Dễ rồi cháu ơi, dễ rồi. Rồi, bây giờ con sẽ chơi kiểu làm thơ hay là hát nào? Con nghĩ là con sẽ làm thơ. Hay hay. Chết con. Khó quá. Hôm nay con học online. Sáng chơi chiều tối chỉ nhìn máy tính. Không, hay quá. Thật ra đây là thơ mới. Hôm nay con học online, sáng trưa chiều tối chỉ nhìn máy tính. Này dạ. Con, làm thêm hai câu nữa là vọt xà đấy. Chứ các cô bên kia cũng chỉ được làm hai câu thôi. Con thêm hai câu nữa đi. Để con à. Đợi con một tí. Không hiệu quả bằng ở lớp. Con làm tiếp đi. Hôm nay con học online, sáng trưa chiều tối chỉ nhìn máy tính. Không hiệu quả bằng ở lớp. Không hiệu quả bằng. Nhưng điểm thi vẫn cao. Xuất sắc. Xuất sắc. Báo cáo cụ là cháu nó làm xong rồi. Thế là đẹp. Nó không hiểu lắm. Cháu nó làm thơ mà tôi không đứng được các bác ạ. Để con sắp mấy cụ dạy. Rồi mọi người nói là hậu sinh khảo ý. Vâng. Thơ bây giờ nó có cái thể thơ tự do. Vâng. Tức là bản chất cái sự việc thế nào thì tảng nguyên nó thế. Cái dạng thơ này mình gọi là dạng thơ là cua bò đường nhựa. Thế bây giờ các cụ phải tặng tiền đấy chưa? Tại vì là cháu nó vẫn có cái chữ online trong đấy. Hôm nay con học cháu online. Cháu rất cố gắng. Sáng trưa chiều tối chỉ nhìn máy tính. Rồi. Không vui bằng học ở lớp. Vâng. Nhưng điểm rất cao. Hai. Con đáng nhớ đấy. Gửi anh. Cảm ơn cụ. Tôi cũng xin gửi cho cái cô xinh đẹp này. Cảm ơn cô nha. Con muốn mấy xu? Điểm cao con muốn hết xu. Ôi giời, nó đòi có 2 xu. Con bé này thật thả quá. Nó làm đến 4 câu thơ mà nó đòi có 2 xu đấy à? Tôi ngại gì mà tôi không tặng. Đúng rồi. Con mà là cụ con tặng 10 xu.